Đi đi đi. Ê, à, đứng lên, đi đi. Má ơi, con không có tay dắt chú Tịnh. Anh Tịnh đi chung nha, có thêm người đi chung với bé Thằng sẽ vui hơn. Thôi, không đi đâu, tôi còn phải về công ty để làm việc nữa. Vậy thì ba chúng ta đi. Chúng ta có thể đến nhà hàng để ăn phần gia đình. Con có thể ăn kem nè, má con thì thích hamburger, còn chú thì ăn khoai tây chiên ha. Chúng ta đi thôi, nào, đi thôi, đi thôi. Một lát sẽ gọi hai phần gia đình cho bé Thăng nha. Hay quá. Vậy là có hai ly kem rồi. Tại sao trễ vậy? Anh làm vậy là có ý gì? Vừa rồi kêu anh đi chơi chung với bé Thăng, sao anh lại bỏ đi? Anh... Sợ dĩ em kêu anh đi chung là không muốn anh hiểu lầm em còn cảm giác với anh Phát. Nhưng mà anh lại rút lui. Có phải hiện giờ anh chọn anh Phát làm anh em chứ không muốn chọn em? Anh chỉ là ở trong khoảnh khắc, không biết phải phản ứng thế nào. Anh xin lỗi. Em nói cho anh biết nha, tuy là anh ấy đã trở về, nhưng tình cảm giữa chúng ta vẫn như vậy. Nếu như anh cứ cảm thấy tự trách rồi muốn đẩy em cho người khác, anh có thể dẹp đi. Chị Gia Gia.